Chào các em, chúng ta thi vòng số 4 Vlombic của khối lớp 9, bài thi số 1. Rồi, cái này nếu cần các em có thể bấm máy luôn ha. Những bài này ta bấm máy được thì ta bấm B nè. Căn 4 cộng căn 7 rồi cộng cho căn 4 trừ căn 7 lưu vô B, rồi ta tính B bình phương bằng 14 đây. Giá trị lớn nhất của biểu thức này nó bằng 5 nghe. Bằng 5. Biểu thức này sẽ bằng trừ của x cộng 1 tất cả trong mặt bình phương cộng 5 đó. Cái này thì sao lại hỏi kỳ vậy? X sẽ bằng 2. Cái này các em cứ rút gọn đi. Nó sẽ ra 10. Cái này 2 cộng 8 cũng ra 10 luôn. Cái này kem bấm máy luôn cũng được ha. Đề ra dở quá, không có suy luận, cứ bấm máy rồi học sinh trung bình cũng làm được. 14 căn 4 thì chắc chắn là bằng 2 rồi. Cái này thì kem cứ khai triển ra, nó sẽ ra là, nếu thầy không làm nó sẽ ra là 5. Rồi bài này có suy nghĩ chút xíu này. Chút xíu thôi chứ cũng suy nghĩ nhiều. Các em dùng phương pháp thế cũng được các em nhé. 2 x mũ 3 cộng y mũ 3 thì các em sẽ biến thành là x cộng y nhưng bình phương thiếu. Bình phương thiếu của hiệu. Trừ cho 3 lần x bình cộng cho y bình. Thì cái này thì cộng thêm 2xy để trừ đi 2xy để nó bằng như cũ á. Tới đây x cộng y là bằng 1, vậy thầy bỏ luôn. Vậy nó sẽ bằng 2. Ở trong mặt thì nó sẽ biến thành gì? X cộng y tất cả bình trừ 3xy. Các em phá ra đi, nó vẫn bằng như cũ à. Trừ cho 3 lần bên này là nó ra x cộng y tất cả bình trừ 2xy. Đó. Vậy là bằng 2 nhân cho 1 trừ 3xy trừ cho 3 nhân 1 trừ 2 đi. Rồi phá tung ra các em. Bằng 2 trừ 6 đi trừ cho 3 cộng 6 đi thì cuối cùng nó bằng trừ 1 em. Trừ 1 ha. Có nhiều em thầy x bằng 1 y bằng 0 nó cũng ra, nhưng mà thầy cảnh báo các em đừng có làm kiểu đó hoài, nó sẽ ăn vào máu của mình. Cái đó là làm mò ha, không có đường lối gì hết. Trừ 1 các em. Rồi 2 trừ 3 thì sẽ bằng trừ 1 thôi. Vậy hai cái này đi với nhau luôn. 2 đi với 2, 5 đi với 5, 10 đi với 10. Vậy còn hai cái này đi với nhau. Vậy thôi. Bài thi số 2 Đỉnh núi trí tuệ, hy vọng là gặp nhiều câu khó. Rồi cái này cái bấm máy cũng được. Chức năng tìm ích khi ta đã học tới lớp 9 người ta quá nhuyễn rồi ha. Nhất là những em nào nằm trong đội Casio ha.
x bằng 6 nha. Cái này dễ quá, x bằng 9. Cái này ở nít trước, nít số 1 thầy giải rồi, x bằng 0 nha. Các em dỡ lại nít 1 em coi. Giải kỹ càng luôn, giải theo kiểu toán tự luận chánh đạo luôn. Rồi khai triển cái này ra thì nó ra 1/4 x bình ở đầu, 0,5 bình là 0,25 ở đuôi. Vậy là đáp án 1, à, đáp án 3 hoặc là 2 thôi. Ở giữa chắc chắn phải là dấu trừ, vậy cái này mới đúng. Cái này kiến thức lớp 8 mà ta. Rồi cái này các em cứ bấm thôi. Bấm vào trong căn thôi. 88 phần 44 là thực ra là mấy? À 87 nhỉ. 87 phần 44 nhân cho 88 phần 59 nhân cho 8 phần 27 thành nhân cho 9, rồi lấy căn một lần nữa, căn 16 là bằng 4. Chưa gặp câu nào khó cả. Cái bài này ở nít trước thầy có giải rồi các em nhé. X nếu thầy không làm nữa bằng -2. Ê, không phải. Ờ đúng rồi, -2. -2 đó. Các em dỡ nít trước ra lại, coi lại là giải kỹ càng. Giá trị nhỏ nhất của cái này thì mình cộng thêm 9 vô thì phải trừ đi 9 thì nó sẽ thành x cộng 3 tất cả bình cộng cho -9, thì -9 là giá trị nhỏ nhất. Thì giá trị nhỏ nhất sẽ được là 1 khi x bằng 3. Cái này thì các em nhân hai cái biểu thức dưới căn lại là thành 3 trừ 2 là thành 1. Căn 1 thì cũng bằng 1 thôi. Rồi cái này chính là hàng đẳng thức số 5, bình phương một hiệu. X trừ 3 tất cả mũ 3, tức là 13 trừ 3, tất cả mũ 3 là 10 mũ 3 là bằng 1000. Dễ quá ta. Không câu nào khó hết trơn. Bài thi số 3, hy vọng là có câu khó. Ồ, nó cứ bị lỗi miết là mình phải thoát ra. Rồi lại người ta lại tính tăng vòng thi. Nếu mà đang thi kiểu này là mình hỏng rồi. Các em bị lỗi, các em nhớ đăng xuất rồi vào lại thì nó sẽ không có tính lần thi cho mình nữa. Rồi nó tính cho mình hai lần thi được. Rồi vào bài thi số 3 nè, đừng có bắt thi lại bài thi số 1, số 2 mệt lắm. Ừ may quá. Rồi thầy sẽ giải tất cả các cái câu hỏi chặn trên đường đi luôn. AB bằng 10, CD bằng 5 thì AB phần CD phải bằng 2. Tỷ số là bằng thẳng mà. 5 cộng 5 thì bằng 10. Một hình hộp chữ nhật có thể tích 210. Dài rộng, vậy mình lấy 210. 210 chia cho 7 rồi tiếp tục chia cho 5 rồi ra chiều cao thôi là ra 6. Cho hỏi kỳ cục về trời. Toán lớp 9 mà hỏi dễ quá các em nhỉ. Giải phương trình này, các em quy đồng khử mẫu hai vế rồi giải thôi. Hoặc là giải bằng máy. Nằm trong đội Casio à. Rồi, kết quả x bằng 5 nha. X sẽ bằng 5. Thì chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 2/2 bằng 1, đúng luôn.
dùng máy tính giải để coi nó ra bao nhiêu lần, rồi mình giải theo kiểu chánh đạo xong. X bằng 4 kìa. Thì nếu giải theo kiểu chánh đạo thì các em cứ giả sử các biểu thức có nghĩa, các em cứ bình phương hai vế lên rồi các em giải ha. Bình cho đến khi nào mất cân là giải, sau đó lấy kết quả thay ngược lại vào cái phương trình ban đầu, giá trị nào thỏa thì mình mới lấy ha. 4 x bằng 4 và giải mã tất cả các câu còn lại luôn. Bài này căn thì luôn luôn không âm, căn thì cũng luôn luôn không âm, mà cộng lại đòi phải bằng 0, như vậy từng cái này phải bằng 0 hết. Cái căn thứ nhất bằng 0 khi x bằng cộng hoặc trừ 3, còn cái căn thứ hai chỉ bằng 0 khi x bằng 3 mà thôi. Vậy các em lấy x bằng 3 để thỏa cả hai đều bằng 0 ha. X bằng 3. Các em nghe không kịp thì tua lại nghe lời thầy giảng kỹ từng lời là các em sẽ hiểu rồi. Hy vọng là câu khó. Rồi. Cái này thì nó rơi vào giá trị tuyệt đối kìa. A thật ra là bằng gì? Bằng giá trị tuyệt đối của x cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ 1, thì nó cũng bằng là giá trị tuyệt đối của x cộng giá trị tuyệt đối của 1 trừ x thôi. Hai số đối nhau thì giá trị tuyệt đối bằng nhau các em nhé. Rồi giờ các em dùng cái hàng đẳng thức quen thuộc là trừ đối A cộng trừ đối B thì lớn hơn bằng trừ đối của tổng A và B, tức là x cộng 1 trừ x. Như vậy cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là A nó sẽ lớn hơn bằng 1. Vậy ha. Giá trị nhỏ nhất là bằng 1. Cái này bằng 1 nữa. Rồi ta giải tất cả những câu còn sót. Rồi các em chuyển vế thì các em sẽ có là chuyển vế trừ 4, trừ căn 4 x trừ 12 qua bên phải rồi bình phương hai vế lên. Các em sẽ có phương trình là x bình trừ 9 bằng 4 x trừ 12. Rồi giải phương trình này, ta có x bình trừ 4 x cộng cho 3 bằng 0. Giải phương trình này bằng máy tính đi. Thì các em sẽ có một x bằng 1 và một x bằng 3. Phương trình tích ở lớp 8 nha, thầy không có giảng nữa đâu. Các em coi lại mấy cái clip ở lớp 8 đó, năm ngoái, lớp 9 năm ngoái cũng được. 1 với 3 đều được các em. Nhưng mà biết lấy số nào thì mình lại phải thay ngược vào ban đầu. Lấy số bằng 1 thay vào ban đầu. 1 bình thì trừ 9 là ra số âm rồi, căn của số âm thì không xác định. Như vậy là x bằng 1 là bị loại ngay lập tức. Vậy chỉ còn x bằng 3 thôi. Một số tự nhiên có 2 chữ số với tổng các chữ số bằng 14. Hai chữ số thì gọi là x y đi. Thì x cộng y là bằng 14. Nếu viết ngược lại là ta có số y x thì số này lớn hơn số ban đầu, tức là đem trừ cho số ban đầu. Vậy được 18. Tìm số ban đầu. Y x, y chục x đơn vị có nghĩa là 10y cộng x, và trừ cho x, x chục y đơn vị có nghĩa là 10x cộng y. 10x cộng y thì cái hiệu này bằng 18. Giờ các em nhìn nha, các em khai triển cái này ra, 10y trừ thêm y nữa là còn 9y, còn x trừ 10x là thành trừ 9x và bằng 18. Như vậy là 9y trừ 9x
là bằng 18, giải canxi ra y trừ x sẽ bằng 2. Y trừ x bằng 2, rồi y cộng x bằng 14 nữa. Như vậy là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu. Y là số lớn, x là số bé. Y thì ta lấy 14 cộng 2 chia đôi. Vậy y sẽ bằng 14 cộng 2 chia đôi là 8. 16 chia đôi là 8. Còn x là 14 trừ 2 chia đôi là x bằng 6. Vậy là số ban đầu là 68 nha. Em thử lại đi, 6 cộng 8 bằng 14. Rồi viết ngược lại là 86 trừ 68 thì cũng ra 18 nè. Đi xuống mấy câu dưới chắc là khó hơn. Ồ, khó đấy. Câu này khó. Một cano đi từ A tới B mất 5 giờ, ngược dòng mất 6 giờ, vận tốc nước là 3. Rồi, gọi vận tốc thực. Vận tốc thực là ít đi, tức là vận tốc mà không có dòng nước tác động thì vận tốc xuôi dòng. Vận tốc xuôi dòng tức là từ A tới B sẽ là x cộng thêm 3. Xuôi dòng thì được nước đẩy thêm nghe. Vận tốc ngược dòng thì sẽ là x trừ đi 3, bị nước cản lại. Như vậy quãng đường đi S, quãng đường đi là S bằng V nhân T ha. Lấy vận tốc xuôi dòng là x cộng 3 nhưng cho thời gian xuôi dòng là 5 giờ. Thì quãng đường này cũng là quãng đường ngược dòng, mà ngược dòng mất 6 giờ. Các em lấy 6 nhân cho vận tốc ngược dòng là 6 nhân x trừ 3. Rồi giải phương trình này, 5x cộng 3 bằng 6x trừ 3 để tìm x. 5 mở ngoặc, x cộng 3 đóng ngoặc, 6 mở ngoặc, x trừ 3 đóng ngoặc. 33 kia, x sẽ bằng 33. Như vậy vận tốc thực của anh cano là 33 km/h. Bây giờ các em tính khoảng cách từ A tới B thì các em lấy một trong hai công thức này các em tính nè. Rồi lấy 6 nhân x trừ 3 đi. 33 trừ 3 là 30, 30 nhân cho 6 là 180 ha. Khoảng cách AB là 180 km. Cũng hơi khó thôi chứ không khó lắm. Rồi bài này hình như nãy thầy giảng rồi. Ở cái nít 1 thầy giảng rồi nha. Diện tích khu vườn lúc đầu thầy không nhớ đáp án bao nhiêu. Lúc đầu là dài gấp 3 lần rộng, dài bằng 3 rộng. Lúc sau là rộng cộng 10, dài á giảm 5. Thì diện tích bây giờ bằng diện tích cũ cộng thêm 450. Thầy không nhớ đáp án, thầy phải giải lại ngoài nháp thôi. Còn các em dở cái nít số 1 ra các em coi lại nha. Bây giờ thì giảng lại mất công quá. Dài là 60, rộng là 20 phải không? Lúc đầu dài 60, rộng 20, và diện tích khu vườn lúc đầu là 1200 mét vuông. Giải luôn, mình đang rảnh mà. Cái này bấm thôi. Căn 72 này, trừ 3 căn 20 này, trừ 5 căn 2 này, cộng căn 108 này, nhân căn 2 nữa bằng 2 nha.
Rồi, giá trị đối A mà bằng trừ A, vậy A là phải là số âm hoặc là bằng 0. Đây, đáp án này. Cái đó là theo định nghĩa giá trị tuyệt đối thôi. Diện tích mình thôi thì lấy hai kéo nhân nhau chia đôi. 16 nhân 9 chia 2 72 cái. Hai kéo vuông góc nhân nhau chia đôi, đó là công thức tính. Cái này là x sẽ nhỏ hơn bằng 2015 phần 2016. Đây là bài toán quá cơ bản rồi. Rồi, tạm biệt Kem. Kem nhớ chia sẻ cái kênh này rộng rãi ha, để lan tỏa kiến thức. Gặp lại Kem ở những vòng thi sau, và hy vọng là bài nó khó hơn. Chứ bài dễ quá thì Kem cũng đã giải quyết được rồi.